Sát Pháp, phần 2, Sát Pháp Đại Đảm Xuyên Tâm. Được sự phối hợp của quân khác, một bên trước tiên tiến che bác sĩ trung lộ của đối phương, từ đó phá vỡ thế trận kiên cố, chiếu bí tướng của đối phương, gọi là Sát Pháp Đại Đảm Xuyên Tâm. Đây là Sát Pháp Tóc Chiến Tóc Thắng, là một loại chiến thuật bỏ quân rất hung hãn.